Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng trốn lệnh truy nã tại một khu dãy vắng ở huyện Ea Súp. Ba đối tượng này đã tham gia trực tiếp vào vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Katu và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin xảy ra vào ngày 11 tháng 6. Mới nhất vụ tấn công ở Đắk Lắk bắt thêm ba đối tượng bị truy nã đặc biệt. Ức chế dồn nén, mẹ ra tay lấy mạng con trai. Cô gái nghi ngáo đá xung vào trụ sở công an gây rối, ngăn chặn kịp thời các tổ chức tôn giáo trái phép tại Yên Bái. Trong những giờ qua có nhiều tin tức nóng về tình hình an ninh trật tự, kinh tế xã hội. Mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Tối qua, công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã bắt được ba đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại tỉnh này vào ngày 11 tháng 6. Theo đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an huyện Ea Súp phát hiện có 3 đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại một khu dãy vắng thuộc thôn 11, xã Ea Lê, huyện Ea Súp. Ngay sau đó, công an huyện Ea Súp đã truy đuổi và bắt giữ 3 đối tượng gồm Y Junie, sinh năm 1968, chú Buôn Cang, xã Ea Canic, huyện Cà Rồng Bắc. Nay Yên, sinh năm 1970, chú Buôn Ea Cà xã Cư Pơng, huyện Cà Rồng Búc. Và Nay Tam, sinh năm 1974, chú Buôn A chú Rương xã Cư Pơng, huyện Ca Búc. Theo Công an tỉnh Đắk Lắc, đây là ba đối tượng trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Katu, huyện Cư Kuin vào ngày 11 tháng 6, làm 9 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắc đang tích cực truy bắt ba đối tượng còn lại đang lẩn trốn gồm Y Khinh Liêng, sinh năm 1992, chú xã Hòa Sơn, huyện Ca Rông Bông. Nay Dương, sinh năm 1968, chú Buôn Ea Ca Lốc, xã Cư Pơng, huyện Ca Đông Búc và Y Hoan E Ban, sinh năm 1970, trú tại Buôn Mấp, thị trấn Ea huyện Cư Mờ Ga để xử lý theo quy định. Ước chế dồn nén do con trai thường xuyên xin tiền đi nhậu nhẹt, nếu không được thì đe dọa đánh nên người mẹ đã dùng búa hạ sát con trai khi đang ngủ. Tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Hờ Mỹ Mnie 54 tuổi, ngụ xã Ea Tun, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc về hành vi tước đoạt mạng sống của con người. Theo cáo trạng, anh Ikhaniee 27 tuổi, con trai của Mỹ Nie, cùng sống cùng cha mẹ. Ngày mùng 3 tháng 3 sau khi xin tiền mẹ không được, Ikhaniee chửi bới, dùng một cái cuốc đe dọa sẽ đánh đập mẹ nên buộc bà Mỹ Nie phải đưa 500.000 đồng. Sáng ngày mùng 4 tháng 3, Ikhaniee đi ăn nhậu cùng bạn bè, đến khoảng 2 giờ ngày mùng 5 tháng 3 mới về. Lúc này Ikhaniee tiếp tục chửi bới mẹ, đòi cho 5 triệu đồng. Khi bà Mỹ Nie nói không có tiền thì Ikhaniee dọa giết anh trai rồi đi ngủ. Lúc này vì ức chế, bị y khai nhiều lần chửi bới mình và dọa giết anh trai, nên bà Mỹ Nhiê lấy một cái búa đánh nhiều cái vào người y khai Nhiê, khiến người này thiệt mạng tại chỗ. Đến trưa ngày 7 tháng 3, bà Mỹ Nhiê đến công an xã Ea Tun đầu thú, khai nhận hành vi giết y khai -Nie. Một cô gái có biểu hiện ngáo đá đã xông vào trụ sở công an quận tấn công, chửi bới cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Theo thông tin từ lực lượng chức năng quận Lê Trân, Hải Phòng, chiều qua tại khu vực trụ sở công an quận xuất hiện một cô gái có biểu hiện ngáo đá, rối loạn thần kinh do dùng chất cấm, tinh thần không bình thường, xông vào trụ sở tấn công, chửi bới hai cán bộ đang đứng ở cổng gác. Cô gái này sau đó đã bị khống chế để lập biên bản sự việc. Qua khai thác nhanh thông tin từ căn cước công dân mà người này mang theo, thấy có tên Lưu Ngọc Bạch Mờ, 23 tuổi, thường trú tại huyện Hoành Bồ, nay là thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bị khống chế, cô gái vẫn tiếp tục chửi bới lăng mạ cán bộ công an làm nhiệm vụ. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao cô gái cho công an phường An Biên, quận Lê Trân để kiểm tra việc có sử dụng chất cấm hay không và xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Thời gian qua, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một bộ phận đồng bào người Mông ở Yên Bái, các thế lực thù địch đã dụ dỗ, lôi kéo họ tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, nổi lên là hai tổ chức dê sùa và ân điển cứu rỗi bản chất của các tổ chức này là tập hợp lực lượng chống phá đảng và nhà nước, thành lập nhà nước riêng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, trật tự. Trước thực trạng này, các cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp ngăn chặn kịp thời và hiệu quả. Tổ chức ân điển cứu rỗi hay còn gọi là ân điển đời đời, tin lành Việt Nam truyền giáo có nguồn gốc từ bên ngoài. Giáo lý của tổ chức này dựa trên kinh thánh giống với các tổ chức tin lành khác, tuy nhiên có cách hiểu và giải thích sai lệch như Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh và chết trên thập tự giá để gánh mọi tội lỗi trên thế gian. Nên khi con người phạm tội, mọi lỗi lầm đều được tha thứ mà không cần ăn năn hối cải. Từ đó cổ vũ cho lối sống cực đoan, phóng túng, tự do, vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân và tín đồ các hệ phái tin lành chính thống. Các đối tượng cầm đầu cốt cán của tổ chức này đã tích cực thông qua hoạt động từ thiện, đào tạo nghề, tổ chức tham quan, du lịch, hội nghị hội thảo ở nước ngoài để lôi kéo sinh viên, thanh niên, tin theo ân điển cứu rỗi. Tỉnh Yên Bái hiện có trên 90 hộ với 536 khẩu người dân tộc Mông tại các huyện Mù Cang Trải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Yên bị tác động sinh hoạt theo giáo lý của tổ chức ân điển cứu rỗi. Anh Sùng A Thờ ở thôn Quyết Tiến, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết, Do nhận thức kém, các đối tượng dụ dỗ lôi kéo, anh đã tham gia tổ chức tôn giáo ân điển cứu rỗi. Khi được chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền, anh đã từ bỏ tham gia tổ chức bất hợp pháp này. Anh khuyến cáo bà con đồng bào người Mông không tin, không làm theo, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của các đối tượng xấu trong tổ chức ân điển cứu rỗi. Cùng với tổ chức ân điển cứu rỗi, trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện đã có 6 hộ với 40 khẩu người dân tộc Mông ở huyện Trạm Tấu và Văn Chấn tham gia tổ chức dê sùa Tổ chức này do đối tượng David Hơ tự xưng là mục sư hiện sinh sống ở bang California, Mỹ. Tên thật của David Hơ là Hơ Trá Sùng, khoảng 50 tuổi, người dân tộc Mông, quê quán ở huyện Phôn Sa Văn, tỉnh Siêng Khoảng, Lào, lập ra năm 2015. Tổ chức giê thường xuyên đả kích các tôn giáo chính thống, cho rằng Chúa giê là tên do nhà cầm quyền La Mã trước đây cố tình viết sai nhằm phục vụ mưu đồ thống trị chính quyền khẳng định Chúa Giêsu đạo công giáo và tin lành không phải tôn giáo của người Mông, chỉ có giê -xùa mới là tôn giáo chính thống của người Mông và kích động người Mông chiến đấu, xây dựng nhà nước riêng. Anh Trảo A Tống ở thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết, anh tìm hiểu giê -xùa từ năm 2016. Sau khi đi theo tổ chức này, anh bị các đối tượng trong tổ chức thường xuyên xúi dục nói xấu, chống phá chính quyền. May mắn nhờ được chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền nên anh đã nhận thức được dê sùa là tổ chức hoạt động phi pháp. Việc tham gia là vi phạm pháp luật. Thống kê của công an tỉnh Yên Bái cho thấy toàn tỉnh hiện có trên 100 hộ với gần 750 khẩu trú tại 31 thôn bản, tổ dân phố, trên 20 xã phường thị trấn và ở 8 huyện thị xã thành phố tin theo 11 tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Hầu hết trong số đó là đồng bào người Mông, sinh sống ở vùng sâu vùng xa, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Theo Trung tá Giang An Nủ, trưởng Công an xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, các loại tà đạo xâm nhập vào địa bàn, gây mất an ninh trật tự, tranh chấp tôn giáo, gây bức xúc trong dư luận. Công tác đấu tranh cũng rất khó khăn để ngăn chặn kịp thời hoạt động phi pháp của các tổ chức dê sùa và ân điển cứu rỗi thời gian qua các cán bộ phòng an ninh nội địa công an tỉnh yên bái đã nắm chắc địa bàn thường xuyên lên các bản có người mông sinh sống để tuyên truyền một cách gần gũi sát dân để giúp họ nhận biết được các dấu hiệu bản chất của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp và những tác hại của việc tin theo tà đạo nhờ đó nhiều người từng bị ảnh hưởng bởi tổ chức tôn giáo bất hợp pháp đã cởi mở hòa đồng hơn và tin tưởng theo đường lối chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước tích cực tham gia phát triển kinh tế, không bỏ quê hương, gia đình, đi theo các đối tượng xấu. Các địa phương trong tỉnh Yên Bái cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, lồng ghép trong các buổi họp thôn, sinh hoạt tri bộ để người dân hiểu biết pháp luật hơn, đồng thời phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng để vun đắp tình đoàn kết trong nhân dân, xây dựng đời sống lành mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trước khi rời kênh mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về những video mới nhất cảm ơn quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại